Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Châu cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Giang Hồ, sinh năm 1991, cư trú ấp 5 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2022, Công an xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu nhận được tin báo của người dân tại nhà bà Nguyễn Thị Út, ấp Phú Bình, xã Phú Lộc, có một đối tượng lạ mặt đi xe mô tô biển kiểm soát 67H1-52450 đang có hành vi đột nhập vào nhà bà Út để lấy trộm tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Phú Lộc nhanh chóng đến hiện trường thì phát hiện bắt quả tang Võ Văn Hồ đang thực hiện hành vi đột nhập vào nhà tìm tài sản lấy trộm. Qua làm việc tại cơ quan công an, Hồ đã thừa nhận hành vi đột nhập vào nhà bà Út để tìm tài sản lấy trộm, nhưng chưa lấy trộm được tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Đồng thời, Hồ khai nhận thêm, trước đó, y vừa thực hiện trót lọt một vụ trộm điện thoại của người dân trên địa bàn xã Vĩnh Sương. Được biết, Võ Văn Hồ là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù là tiếp tục đi ăn trộm. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.